Hàng năm tại Canada, người Việt thuộc khu vực miền Đông lại cùng nhau tham gia và cổ vũ cho giải bóng đá của cộng đồng. Năm nay, 8 đội bóng cùng với hàng trăm bà con người Việt khắp khu vực này đã quy tụ tại Ottawa, tạo nên một ngày hội thể thao mang tên Lạc Hồng. Từ ngày 2 tháng 9, các cầu thủ thuộc 8 đội bóng thanh niên và trung niên gốc Việt từ nhiều thành phố khu vực miền Đông Canada đã trở về sân bóng Richard Recreation Complex, thủ đô Ottawa, để tham dự giải bóng đá thường niên. Đây được coi là sự kiện thể thao quy mô nhất của cộng đồng người Việt khu vực miền Đông Canada. Trong cái giải này thì mình đã tìm được, mình đã gặp được rất là nhiều người Việt. Và hầu như là những người đấy là những bạn du học sinh và bằng với tuổi mình, thì mình cảm thấy là mình vui hơn, cái cuộc sống ở Canada nó vui hơn, nó không còn buồn như trước nữa. Giải năm nay mang tên Lạc Hồng với ý nghĩa hướng về nguồn gốc dân tộc, tạo nên sự đoàn kết của cộng đồng người Việt trong khu vực. Giải bóng đá có sự ủng hộ và quan tâm của nhiều người Việt và các doanh nghiệp gốc Việt. Tôi rất là phấn khởi và vui mừng thấy cộng đồng người Việt Nam ở Canada tụ tập và đoàn kết tổ chức cái giải này để cho các cháu gần gũi nhau và chia sẻ. Tôi rất mong rằng cái giải này luôn luôn được duy trì, tiếp tục tạo cho cộng đồng người Việt Nam ở Canada gần gũi nhau trong những ngày tháng lao động, học tập, sinh sống ở Canada. Tham gia một chút để đóng góp cho cái hoạt động thường niên này để xây dựng một cộng đồng mạnh trên cơ sở là vừa rèn luyện thể thao và vừa giao lưu để có thêm nhiều cái hoạt động phát triển cộng đồng. Sau một ngày thi đấu, kết quả chung cuộc, đội bóng thanh niên CICC Toronto đã giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về đội Ottawa BFC và đội bóng Shikbok đoạt huy chương đồng. Ban tổ chức cũng trao các giải chức giải vàng, đội bóng Fair Play cho cầu thủ xuất sắc và đội bóng ấn tượng. Giải bóng đá Lạc Hồng là một trong những hoạt động thể thao được đông đảo cộng đồng người Việt tại Canada hưởng ứng tham gia. Đây không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là hoạt động ý nghĩa giúp gắn kết cộng đồng người Việt tại Canada. Mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ của anh Lý Trung Kiên, thành viên ban tổ chức giải bóng đá Lạc Hồng về vấn đề này. Câu hỏi đầu tiên, anh có thể chia sẻ nhiều hơn về sự ra đời của giải bóng đá Lạc Hồng, mục đích và ý nghĩa của giải là gì thưa anh? Giải bóng đá Lạc Hồng thì đây là một giải thường niên có thâm niên từ khoảng 10 năm trước. Nhưng đây là giải thường niên của cộng đồng người Việt về miền Đông Canada. Mọi người cùng tụ họp hàng năm về để cùng thi đấu bóng đá. Đây là một, và mục đích chính của giải ở đây là tạo một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người Việt có cơ hội được rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt miền Đông Canada nói chung. Anh có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân mình để chúng ta có thể quy tụ nhiều hơn nữa người Việt trong một cái giải bóng đá thể dục thể thao quy mô như thế này? Để giải thành công thì rất quan trọng vào việc kết nối cộng đồng người Việt ở đây. Cho nên là giải đã bầu ra được ban chấp hành của giải bóng đá Lạc Hồng này với những người có ba người đứng đầu trong ba thành phố Toronto, Montreal và Ottawa. Để tiện cho việc liên lạc và kết nối, giải sẽ liên lạc trực tiếp với ba đại diện của ba thành phố, từ đó sẽ truyền tải thông tin tới những đội bóng và các thành viên còn lại của thành phố, như thế sẽ tạo một tính liên kết nhưng luôn luôn có kỷ luật. Trong thời gian tới thì ban tổ chức mình có những cái phương hướng cũng như là mục tiêu nào để có thể phát triển hơn nữa giải bóng đá người Việt thuộc khu vực miền Đông Canada? Mà mục tiêu gần sẽ là cố gắng tạo ra được nhiều giải khác trong một năm, những giải nhỏ. Chủ yếu là tạo thêm nhiều cơ hội để giao lưu và liên kết cộng đồng người Việt ở miền Đông Canada này càng nhiều càng tốt. Còn mục tiêu xa thì cũng sẽ cố gắng liên kết lại những cộng đồng người Việt khác, không chỉ là miền Đông Canada mà có thể là miền Trung Canada và miền Tây Canada, như những thành phố như Vancouver hay là Winnipeg và Calgary. Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của anh. Sau kỳ nghỉ hè, mỗi dịp đầu